Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập hành trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tuần vàng hốt bạc tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, trời Phật độ mệnh, vận hạn tiêu tan, đổi đời giàu sang, tiền vàng chất đống, cuộc sống sung sướng hơn tiên. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 thân mến, tuy anh chị cười nhưng đâu phải là vui, vẫn cứ chán nản, cứ thể hiện cá tính mà trống rỗng ở tận sâu, cứ làm cái phải làm cái cần làm, nhưng chẳng có nổi động lực mà phấn đấu trường kỳ. Người đời nghĩ anh chị cả thèm chóng chán, đứng núi này trông núi nọ, nào có hay trong tâm tư là bầu trời giông tố. Người xưa có câu ca dao rằng, có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Trên đời này mỗi cuộc đời mỗi con người lại mang một câu chuyện, một số mệnh khác nhau. Thế nhưng anh chị đã bao giờ tự hỏi rằng, tại sao có rất nhiều người hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó, lại khó khăn vất vả, khổ nhọc cả đời, làm mãi vẫn chẳng đủ ăn, càng ngày chỉ thấy càng nợ nần thêm. Trong khi đó có những người sinh ra đã sống trong giàu có những người thì cứ an nhàn mà tiền bạc vẫn phủ phê, sung sướng, chẳng cần lo nghĩ điều gì cả. Mới đây nhất, khi nghe luật nhân quả và luật lá số tử vi cuộc đời của 12 con giáp, thầy tử vi học Phương Đông nói rằng, những ai trước giờ vẫn luôn sống trong đau khổ bởi có làm mà chẳng có ăn, hãy tin rằng ông trời không để cho những người thực sự cần cù, chăm chỉ, chịu khó phải thiệt thòi được đâu. Nếu suốt cả cuộc đời của Đinh Tỵ tìm mãi chưa thấy sự giàu đâu, cũng bởi ba điều kiêng kỵ dưới đây và trong tháng 8 âm lịch này. Tuổi Đinh Tỵ lưu ý được ba điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc, các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn, hưởng phúc bên con cháu. Vậy hãy cùng xem diễn biến vận trình tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý anh chị tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 thân mến, có lắm thứ thử thách ở đời nó giống như bài thi đại học vậy, chỉ mình Đinh Tỵ có thể viết đáp án mà không một ai có thể nhắc bài, không một ai có thể ném phao, cũng không một ai có thể cho bạn chép được cả. Nên đừng phiền lòng khi trong cái đoạn nhấp nhô vừa rồi, Đinh Tỵ phải từng trải qua, từng nghĩ ngợi. Nhiều khi, dù đã hỏi han cầu sự giúp đỡ, Đinh Tỵ vẫn chưa nhận lại được những cái lắc đầu, chẳng quan tâm. Người đời phù thịnh chứ chẳng phù suy, và cũng chẳng ai bị ràng buộc trách nhiệm với từng giọt nước mắt, từng giọt mồ hôi, thậm chí từng giọt máu bạn tuôn ra cả. Nên hãy chấp nhận trong cái đoạn Đinh Tỵ nâng tầm của bản thân, và nâng tầm ở đây không hẳn là giàu nghèo. Nâng tầm ở đây là nâng cái tầm tâm thức, nhận thức, tâm linh, tư duy, suy nghĩ, nhân cách của Đinh Tỵ. Trong cái đoạn nâng tầm này thì những cái gì níu Đinh Tỵ lại, hoặc những ai đó dìm Đinh Tỵ xuống, hoặc giản đơn là mọi thể năng lượng thấp bằng một cách nào đó sẽ dần xa rời Đinh Tỵ đi. Nên hãy cứ hoan hỷ nếu bạn đời không còn kề cạnh, hãy cứ thản nhiên nếu đối tác không còn cùng đồng hành, bạn bè có thể rời xa, người thân và họ hàng có thể xa lánh. Người đời có thể gièm pha, dè biểu, người tin có thể trở mặt vài lần, tất cả là sự gọt giũa của mệnh số, của căn duyên tiền định cho Đinh Tỵ một thể năng lượng thuần túy hơn, tinh khiết hơn,
gần với cái sơ tâm của chính Đinh Tỵ hơn. Còn những điều xấu, những người xấu, vì Đinh Tỵ không đủ phủ để tự cắt đứt rời xa, nên cha mẹ, trời đất, thần linh xung quanh đã phải cắt đứt dùm. Bạn chớ bận lòng, thời gian sẽ chữa lành những gì mà nguyên do lý trí hay cảm xúc không thể bỏ qua. Trong tháng 8 âm lịch 2024 này, người tuổi Đinh Tỵ sẽ có một khoảng thời gian được chữa lành, được tỉnh, được nhận thức rõ ràng sự vận chuyển của cuộc sống xung quanh, và sau đó là thời điểm để Đinh Tỵ lại bắt đầu lựa chọn và quyết định cho nửa đời còn lại của mình. Hy vọng Đinh Tỵ sẽ nghiêm túc mà nhìn nhận, không đơn thuần để cảm xúc bề nổi dễ dàng dắt Đinh Tỵ đi tin vào bản năng và trực giác của mình. Cuộc hành trình dạn dặm cũng phải bắt đầu từ những bước nhỏ đầu tiên, lắm lúc giờ mới là thời điểm để Đinh Tỵ thật sự bước trên con đường mới mà mệnh số chọn cho mình. Người tuổi Đinh Tỵ tức những người sinh 1977 thuộc hành thổ trong ngũ hành, giới thiên can đinh thuộc hành quả, tượng trưng cho sự ấm áp, bền bỉ và khả năng chiếu sáng, kết hợp với con giáp Tỵ, biểu tượng của sự khôn ngoan, tinh tế và bí ẩn. Tuổi Đinh Tỵ mang trong mình năng lượng của sự sáng tạo và sự thấu hiểu sâu sắc. Người tuổi Đinh Tỵ thường có tính cách trầm lặng, sâu sắc và kín đáo. Họ là những người không dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng bên trong lại ẩn chứa một trí tuệ sắc sảo và khả năng phân tích tình huống rất tốt. Thiên can đinh thuộc hành quả mang đến cho họ sự nhiệt tình, đam mê, nhưng được điều tiết một cách khéo léo và tinh tế. Họ thường có một tầm nhìn xa và khả năng lập kế hoạch chiến lược cho tương lai. Những người tuổi này thường rất thận trọng trong lời nói và hành động. Họ thích làm việc một cách âm thầm, không ồn ào, nhưng lại đạt được hiệu quả cao. Người tuổi Đinh Tỵ có được sự khôn ngoan và khả năng nhìn nhận mọi việc từ nhiều góc độ. Họ thường sẽ không vội vàng đưa ra quyết định mà thích phân tích kỹ lưỡng mọi khía cạnh trước khi hành động. Tuy nhiên, người tuổi Đinh Tỵ đôi khi có thể trở nên quá bí ẩn và khó gần gũi. Sự kín đáo và trầm lặng của họ có thể khiến người khác cảm thấy khó hiểu và thiếu sự kết nối. Tuổi Đinh Tỵ cần học cách mở lòng hơn, chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình với những người xung quanh để xây dựng mối quan hệ bền vững. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Đinh Tỵ hiểu rằng sự khôn ngoan và khả năng phân tích là những phẩm chất quý báu, nhưng cần phải đi kèm với sự cởi mở và lòng chân thành. Họ nhận ra rằng, để thật sự hạnh phúc và thành công thì không chỉ cần có trí tuệ và sự thận trọng, mà còn phải biết lắng nghe và chia sẻ với người khác. Họ học cách cân bằng giữa việc bảo vệ bản thân và việc xây dựng mối quan hệ xã hội để có thể tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn hơn người. Người tuổi Đinh Tỵ cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là việc đạt được những mục tiêu cá nhân mà còn là về việc tạo ra những giá trị chung đóng góp cho cộng đồng. Họ học cách sử dụng sự khôn ngoan và khả năng phân tích của mình để giúp đỡ người khác, mang lại lợi ích không chỉ cho bản thân mà còn cho xã hội. Họ hiểu rằng hạnh phúc thật sự đến từ việc cho đi và chia sẻ từ những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa trong các mối quan hệ. Người tuổi Đinh Tỵ luôn cố gắng duy trì sự chân thành và lòng tin cậy. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng giúp đỡ và bảo vệ người khác. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững cần phải có sự tôn trọng, hiểu biết và lòng khoan dung. Họ luôn nỗ lực để tạo ra một môi trường hòa hợp và yêu thương trong gia đình và xã hội. Người tuổi Đinh Tỵ với sự kết hợp giữa trí tuệ sắc sảo và sự thận trọng là hình ảnh của một con người sâu sắc và tinh tế trên con đường nhân sinh. Họ không chỉ khôn ngoan và có khả năng phân tích, mà còn biết cách sử dụng những phẩm chất đó để xây dựng một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn. Chính sự hòa quyện dưới sự ấm áp của hành quả và sự tinh tế của con giáp Tỵ đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Đinh Tỵ, mang đến cho họ một cuộc sống thành công, hạnh phúc và đầy giá trị. Tổng quan vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 8 âm lịch 2024. Tháng 8 âm lịch khởi đầu từ tiết khí bạch lộ. Khi đất trời chuyển mình sang tiết bạch lộ, cũng là lúc tiết thu đang về. Lúc này, các loài chim bắt đầu hành trình di chuyển về phương Nam để tránh rét tuyết. Bạch lộ rơi vào tháng 8 âm lịch, tháng này mang khí kim, vì vậy chúng ta sẽ mang cho mình khí chất cứng cỏi, quả quyết của hành kim. Tuy nhiên, tra cứu nguyên gốc trong từ điển thì bạch nghĩa là sắc trắng, lộ nghĩa là sương mù, những hạt mấp hơi nước mong manh tạo thành tháng 8 âm lịch, còn gọi là tháng Quý Dậu. Nguyệt lệnh Dậu làm chủ có 7 ngày thiên can Quý Thủy cai quản và 23 ngày thiên can Tăng Kim hành khiển. Có thể thấy tháng Quý Dậu có ngũ hành kim cực dưỡng đến những người mệnh thổ thì tiêu hao khá nhiều các khí, không gian chủ yếu là tính âm nhiều hơn, càng khiến ngũ hành kim mạnh mẽ.
Người mệnh mộc vì thế chịu nhiều kiểm soát khắc khổ, hành khí trói buộc khiến tinh hoa bản mệnh khó mà phát triển. Còn người mệnh thủy và mệnh mộc là yên bình, thoát cửa hiểm nguy. Đây là bộ lý thuyết luận đoán vận mệnh của 12 con giáp theo ngũ hành tiết khí. Sự vận chuyển của trời đất được thể hiện qua khí hậu và không gian sống xung quanh ta. Xem tử vi tháng 8 âm lịch 2024 thấy rằng tháng này nhiều may mắn sẽ đến với người tuổi Đinh Tỵ. Nếu Đinh Tỵ biết nắm bắt cơ hội, dám thử thách bản thân thì khả năng gặt hái được thành công là rất cao. Trong phương diện công việc và sự nghiệp, nhờ có tam hợp chỉ đường, dẫn lối, bản mệnh nhận ra đâu là thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân, Đinh Tỵ không ngại nêu lên ý kiến đóng góp cho tập thể, không ngại nhận các nhiệm vụ khó và hoàn thành xuất sắc. Nhờ vậy mà ai cũng phải nhìn nhận bạn bằng ánh mắt khác xưa. Bản mệnh đang tự đặt những viên gạch vững chắc cho con đường thăng tiến sau này. Về phương diện tài lộc, những bước phát triển tích cực trong sự nghiệp đem tới cho người làm công ăn lương một túi tiền rủng rỉnh. Nhờ những đóng góp lớn lao cho tập thể, Đinh Tỵ nhận được những khoản thưởng nóng xứng đáng, thậm chí có người được thăng chức, tăng lương. Với người làm ăn kinh doanh, bạn không ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực mới, dám làm việc mà không ai dám làm, nên sẽ có cơ hội trở thành người dẫn đầu xu hướng. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ thấy rằng, rất tiếc rằng trong chuyện tình cảm, đôi khi vợ chồng Đinh Tỵ vẫn còn mâu thuẫn với nhau. Có lẽ ai cũng tự cho là mình đúng nên chẳng hề có ý định lắng nghe người còn lại. Tuy nhiên, mọi mâu thuẫn đều có thể hóa giải nếu bạn biết nhường nhịn đối phương. Vợ chồng hơn thua nhau không đem lại ý nghĩa gì. Tốt nhất hai người đều cần phải chín bỏ làm 10, bao dung hơn cho nhau. Quý anh chị tuổi Đinh Tỵ thân mến, thời gian qua anh chị đã vất vả quá nhiều rồi. Nếu hữu duyên được nghe những lời này, thì kênh Minh Đường Tử Vi xin phép được gửi tới anh chị một lời an ủi chân thành. Mong quý anh chị luôn giữ gìn sức khỏe trên trần đời đầy khắc nghiệt ngoài kia. Dẫu có chuyện gì thì hãy tích cực lạc quan quý anh chị nhé. Vì vẫn còn kênh Minh Đường Tử Vi ở đây, chúng tôi sẽ luôn lắng nghe và giúp đỡ từng câu chuyện của quý anh chị. Quý anh chị hãy đăng ký kênh để tiếp sức cho kênh Minh Đường Tử Vi có thêm động lực để giúp đời, giúp người. Kênh Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn thiện tâm của quý anh chị. Tiếp theo ngay đây, xin mời quý anh chị đến với phần luận giải vận trình tử vi chi tiết về các phương diện cuộc sống của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 8 âm lịch. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ cho thấy con đường sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Một phần là nhờ sự cố gắng của chính bản thân bạn, một phần là do các tinh đem lại những tác động tích cực. Thời điểm này, người làm công ăn lương khắc phục được nhiều khó khăn trong công việc. Thậm chí, càng gặp phải khó khăn bạn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bản mệnh ý thức được đâu là thời điểm mình cần mạnh dạn thể hiện bản thân để ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Người tuổi Đinh Tỵ cũng tự tin hơn trong việc thể hiện suy nghĩ của mình. Chính vì vậy mà bản thân đóng góp được nhiều ý kiến hữu ích cho sự phát triển chung của tập thể. Con giáp này cũng không ngại nhận những nhiệm vụ khó, ngay cả khi mọi người xung quanh đều tìm cách chối từ riêng. Chính vì tinh thần trách nhiệm này đã giúp bạn được đánh giá cao hơn nhiều so với đồng nghiệp xung quanh. Do ảnh hưởng mạnh mẽ của cá tính chủ động, thích kiểm soát tình hình, giúp cho tuổi Đinh Tỵ có một tinh thần cứng như thép trong tháng mới. Điều này là vô cùng cần thiết để Đinh Tỵ đối mặt với những trở ngại, không chịu chùn bước với khó khăn trước mắt. Trong công việc, Đinh Tỵ không ngừng làm mới để tạo cảm hứng cho bản thân. Đinh Tỵ có thể đưa ra sáng kiến và ý tưởng thú vị, đồng thời có một tinh thần mạnh mẽ, vượt qua các chướng ngại vật. Nhưng đừng vì kiêu căng hay cao ngạo mà dễ bị người khác ghen ghét, tức giận hoặc cố tìm cách làm hại bạn cho bỏ tức. Do đó, trong cách hành xử hàng ngày, bạn nên trò chuyện một cách từ tốn, kiên nhẫn với mọi người nhé. Theo thời gian, mọi thứ dần dần sẽ ổn định hơn. Khi loại bỏ được những trục trặc ban đầu, bạn sẽ có những bước tiến thuận lợi ở giai đoạn sau. Những người đang tìm kiếm việc làm có thể nhận được những lời đề nghị hấp dẫn để bắt đầu sự nghiệp. Những người làm công ăn lương có thể được tăng lương cũng như có sự thăng tiến đáng kể. Các tinh đế dượng xuất hiện là dấu hiệu tháng này cơ hội để Đinh Tỵ được thăng chức, tăng lương là rất cao. Những cố gắng của Đinh Tỵ trước nay chắc hẳn đã được nhìn nhận và đánh giá xứng đáng. Hãy cố gắng đóng góp hơn nữa khi đứng trên cương vị mới. Bạn sẽ dần chạm tay vào mục tiêu mà mình luôn mơ ước. Với người làm lãnh đạo, bản mệnh cũng khẳng định được uy tín của mình, khiến cấp trên thán phục và tôn trọng.
Đinh Tị hoàn toàn có khả năng chỉ huy, dẫn dắt mọi người cùng đoàn kết để có thể hoàn thành những mục tiêu lớn lao. Tuy nhiên, tháng này cũng không chỉ toàn những điều thuận lợi, có một vài thời điểm hung tinh ngũ quỷ sẽ đem đến kẻ tiểu nhân gây rối, khiến công việc của Đinh Tị gặp phải đôi chút trục trặc. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tị cho rằng, chỉ cần bạn bình tĩnh và tỉnh táo thì hoàn toàn có thể tìm ra cách giải quyết đúng đắn, thậm chí biến nguy cơ thành cơ hội. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Tị sinh 1977 trong tháng 8 âm lịch. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tị cho bản mệnh cũng có cơ hội thu tiền vào đầy túi trong tháng này. Mọi công việc Đinh Tị bắt tay vào thực hiện đều đem lại những dấu hiệu tích cực, nhờ vậy mà đồng tiền cháy vào túi không ngừng. Với người làm công ăn lương, Đinh Tị khẳng định được vị thế của bản thân, không chịu thua kém bất cứ ai, nên dễ dàng gây ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo. Những thành tích cao trong công việc giúp bạn chạm tay vào nhiều cơ hội nhận tiền thưởng nóng, thậm chí một vài người còn thành công trong việc đề nghị một mức lương cao hơn, một vị trí cao hơn trong tập thể. Hãy coi như đây là lời khích lệ để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Người làm ăn kinh doanh có thể trở thành người dẫn đầu xu thế, bởi bạn có cái nhìn mới mẻ và dám thử sức mình ở những lĩnh vực chưa ai dám thử sức. Tất nhiên, quá trình bắt tay vào làm việc không tránh khỏi khúc mắc, song dần dần bạn tìm được cách làm việc đúng đắn, mọi việc hanh thông giúp tiền chảy về túi dễ dàng. Tuy nhiên, một vài thời điểm trong tháng, Đinh Tị vẫn cần phải đề phòng tác động của hung tinh ngũ quỷ. Có những kẻ không đáng tin cậy sẽ rủ bạn hùn vốn đầu tư vào những lĩnh vực lừa đảo. Hãy tin tưởng để nhận ra ai là người tốt, ai là kẻ xấu, để tránh rơi vào tình trạng mất tiền không đáng. Tình hình tài chính thêm phần rực rỡ, nhất là những ai biết nắm bắt thời cuộc, tìm cách kinh doanh cho dù mọi người chán nản, bỏ bê. Có thể nói tháng này bạn đang có lộc, do đó cần tập trung nắm bắt và tận dụng hết những gì mình đang có. Sao Thiên Vũ nâng đỡ cho vận trình tài lộc của con giáp tuổi này thuận lợi hơn, kinh doanh và đầu tư nhờ đó mà có lợi. Với những ai năng động có thể gặt hái được kha khá lợi nhuận như mơ ước. Bản mệnh cứ chăm chỉ kiếm tiền suốt thời gian dài vừa qua, tích lũy được kha khá và thậm chí có thể mua nhà cửa, sắm sửa thêm cho gia đình nhỏ của mình. Thời gian này, Đinh Tị nên để dành một khoản nhỏ để làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Việc này không ảnh hưởng tới kế hoạch tiền bạc của bạn, mà còn mang lại cho Đinh Tị không ít niềm vui khi cùng san sẻ vất vả với người khác. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Tị sinh 1977 trong tháng 8 âm lịch. Căn cứ tử vi tháng 8 âm lịch của 12 con giáp thấy rằng, người tuổi Đinh Tị giữ được tình trạng sức khỏe tốt trong tháng 8 âm lịch này. Nhiều tin vui tới tấp trong sự nghiệp cũng như tài lộc, khiến Đinh Tị luôn tràn đầy hăng hái và nhiệt huyết. Tuy nhiên, nhiều công việc có đang phát triển thuận lợi đến thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên làm việc gì quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì bạn nên nghỉ ngơi ngay. Làm việc khi mệt mỏi không những gây hại cho sức khỏe, mà còn khiến bạn dễ mắc lỗi sai, phải tốn công khắc phục. Nếu có thời gian rảnh, bạn nên tích cực tham gia các hoạt động tập thể dục, thể thao. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn thấy khỏe mạnh, sảng khoái hơn, mà còn giúp bạn mở rộng mối quan hệ, đem lại tác động tích cực cho sự nghiệp. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Đinh Tị sinh 1977 trong tháng 8 âm lịch. Căn cứ tử vi tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, tiếc rằng phương diện tình duyên của người tuổi Đinh Tị lại không được lý tưởng dưới tác động của cục diện ngũ hành tương khắc. Có lẽ đây là lúc Đinh Tị cần xem lại cách hành xử của mình, chớ nên vô tình hoặc cố ý gây tổn thương cho người khác, đặc biệt là với những người thân thiết nhất. Nếu đã lập gia đình, Đinh Tị cần nhường nhịn, bao dung và lắng nghe cảm xúc của nửa kia nhiều hơn, đừng nên bắt đối phương mãi nghe theo sự sắp đặt của mình. Mỗi khi có mâu thuẫn nổ ra, Đinh Tị cũng trở nên hiếu thắng, muốn mình trở thành người thắng cuộc trong mọi tình huống. Trên thực tế, vợ chồng hơn thua nhau sẽ chẳng đem lại cảm xúc tích cực cho bất cứ ai, mà chỉ khiến bầu không khí trong nhà thêm căng thẳng mà thôi. Tuy nhiên trên thực tế, thì mâu thuẫn giữa vợ chồng Đinh Tị không quá lớn, chỉ cần bạn chủ động xuống nước với nửa kia, đôi bên bình tĩnh ngồi lại trò chuyện với nhau thì mọi chuyện đều có thể nhanh chóng khắc phục. Đối với người còn độc thân, trên thực tế thì bạn có được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, Đinh Tị nên mở lòng hơn để tiếp xúc với mọi người. Chớ nên sống mãi trong thế giới riêng, trước khi tiếp xúc, giao lưu với mọi người,
bạn mới nhận ra ai là người tốt, ai là người phù hợp với mình. Đừng nên giữ những quan điểm tiêu cực. Nhìn chung, bình ổn trong gia đình, bản mệnh hãy giữ thái độ bình thường và không nên tỏ ra hơn thua, đúng sai, tránh kiêu căng, bảo thủ và những phản ứng nóng giận, cáu gắt. Thay vào đó, hãy thể hiện lòng kiên nhẫn, sự thông cảm và lắng nghe, tôn trọng quan điểm và ý kiến của người khác cũng là một cách để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Xem đến đây, chắc hẳn quý anh chị tuổi Đinh Tỵ đã nắm được cơ bản về vận trình của mình trong tháng 8 âm lịch rồi. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 8 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Đinh Tỵ sinh 1977? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần. Cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 sẽ ra sao? Tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi dán màn trong các phần tiếp theo. Đầu tiên là tử vi tuần 1 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo, người tuổi Đinh Tỵ có vận trình cân bằng, các hung họa phúc đều có đủ. Đây sẽ là tuần thử thách khá nhiều với tinh thần của bạn, bởi có nhiều vướng mắc tình cảm phải giải quyết, quan hệ xã giao, quan hệ tình thân, quan hệ tình ái. Tuổi Đinh Tỵ được sao tử vi nâng đỡ, rất có lợi cho sự nghiệp và tài lộc. Tuổi Đinh Tỵ tiến thân bằng năng lực, nỗ lực làm việc và có kiến thức chuyên môn vững vàng nên có vị thế khá cao. Nhưng nếu không xử lý tốt quan hệ với đồng nghiệp thì đây sẽ là cản trở lớn trong đường thăng tiến. Vận tài lộc trong tuần khá, tuy người tuổi Đinh Tỵ không quá rủng rỉnh, dồi dào, nhưng đủ ăn đủ tiêu. Đinh Tỵ thích gì có thể mua nấy, tự phục vụ bản thân mình. Lưu ý, không nên tham lam bất nghĩa hay nhận quá nhiều quà tặng của người khác, vì bạn có điềm báo họa về tiền thì phi liên quan tới tiền đó, kiếp tài mang tới, tới lúc đó không chỉ tiền mất mà còn tật mang đấy. Chuyện tình cảm chính là phương diện đáng lưu tâm nhất của tuổi Đinh Tỵ trong tuần này. Nói đi cũng phải nói lại đều do bạn quá khinh suất, vô tâm, ứng xử không có đầu có cuối, nên từ đồng nghiệp cho tới người yêu người thân đều không hài lòng. Bản mệnh cần tự kiểm điểm và thay đổi thái độ theo hướng tích cực hơn. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: đen, xanh lá. Con số may mắn: 13, 55, 29 và 04. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần mới cho người tuổi Đinh Tỵ thấy rằng bạn sẽ khá ngạc nhiên khi biết rằng bước vào đầu tháng 8 âm lịch mà chính mình sẽ có nhiều biến cố đến vậy. Về cơ bản thì vận trình vui nhiều hơn buồn, phúc nhiều hơn họa, nhưng lại hay thay đổi lên xuống bất chợt, khiến cho bạn nhiều phen thót tim. Ví dụ như công việc đầu tuần đang suôn sẻ là thế, có chính quan nâng đỡ, hanh thông, làm đâu tốt đó, mà giữa tuần lại đục đục, gián đoạn. Bạn liên tiếp mắc sai lầm, một phần do không may, phần còn lại là quá ỷ vào chính quan, không tự mình cố gắng nên không bắt kịp với yêu cầu thực tiễn. Vận trình tài lộc cũng vậy, đầu tuần cũng tương đối rủng rỉnh, nhưng giữa tuần đại hao tìm đến, tự dưng mất một khoản khá to. May mà sau đó thiên tài bù lại, bạn kiếm được khoản khá không tới mức khó khăn, chỉ là tuổi Đinh Tỵ được một phen lo lắng, mất ăn mất ngủ mà thôi. Điểm mạnh của người tuổi Đinh Tỵ là tinh thần lạc quan, tự chủ, biết nắm bắt thời cơ và không ngại gian khổ. Dù đối diện với tình huống không thuận lợi, bạn cũng không hề buông xuôi mà ngược lại bình tĩnh xử lý, tìm ra phương án tốt nhất để đối phó. Từ đó vận may cũng mỉm cười, bạn sẽ vượt qua sóng gió. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: tím, hồng. Con số may mắn: 50, 88, 46 và 09. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, tức từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần mới cho người tuổi Đinh Tỵ, có thể thấy Đinh Tỵ có vận trình sôi nổi, nếu không muốn nói là rất nhiều biến động, cơ hội đi cùng với thách thức. Vận may kèm theo vận rủi và thành công luôn song hành với khó khăn. Trong phúc có họa, trong họa có phúc, biến đổi thất thường, nên bản mệnh hãy thật thận trọng. Tuổi Đinh Tỵ là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất trong tuần này. Có quý nhân tài tinh phù trợ trên phương diện tài lộc, nên buôn may bán đắt, tăng lương tăng thưởng,
có lộc rơi lộc giải khắp nơi, thu nhập dồi dào, song tiểu hao rình rập, có mất tiền cũng là điều không thể tránh khỏi. Đường sự nghiệp ít nhiều bị ảnh hưởng từ tiểu nhân, nhưng người chân chính giúp đỡ không ít. Việc của bản mệnh là cố gắng hướng tới mục tiêu mình đã đặt ra, không lơ là, đề phòng và tận dụng cơ hội mà quý nhân mang lại. Mối quan hệ với cấp trên chính là điểm Đinh Tỵ cần lưu ý, không nên cậy có chỗ dựa mà quá ngang tàng. Chuyện tình cảm có vẻ dễ dàng hơn đôi chút, người độc thân tốt hơn người có đôi vì tinh thần không vướng bận, dù có nhiều đối tượng theo đuổi. Nhưng chỉ cần bản thân bình thản thì mọi chuyện tự nhiên, người đang yêu, nhất là người đã kết hôn đề phòng tiếng xấu do được người khác phái mến mộ. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Sửu. Tiểu nhân là tuổi Thân và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: đỏ, trắng. Con số may mắn: 27, 40, 35 và 98. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, tức từ ngày 23 đến hết tháng 8 âm lịch. Tử vi tuần mới của người tuổi Đinh Tỵ khá sáng sủa và khả quan. Dù Đinh Tỵ không tránh khỏi có điểm bất lợi, nhưng nhờ có được Thái Dương cao chiếu nên vận trình vẫn rạng rỡ. Có rất nhiều chuyện nhờ ánh sáng của quý nhân mà tai qua nạn khỏi, gặp may mắn nên không bị truy cứu trách nhiệm, coi như là được nương cây cao bóng cả. Thái Dương cực kỳ có lợi cho phương diện công danh, sự nghiệp, đặc biệt là sự nghiệp của nam giới. Ánh mặt trời này tạo cơ hội thuận lợi để bản mệnh tỏa sáng, phát huy năng lực của bản thân, đồng thời giúp Đinh Tỵ tránh xa những chuyện thị phi chốn công sở. Nhờ có người này nên tuổi Đinh Tỵ chỉ cần chú tâm vào công việc mà thôi. Tài chính trên đà thăng tiến, thiên tài có thêm thu nhập, bạn không cần quá lo lắng về các khoản chi tiêu. Mặc cho có trở ngại, thách thức, nhưng con giáp này vẫn rủng rỉnh tiền tiêu. Song trong quá trình đầu tư, triển khai phương án mới thì hãy cân nhắc thật kỹ để tránh háo thắng mà thua lỗ. Biến động của thị trường trong dịp này sẽ có thể làm bạn phải nếm trải thất bại. Trong tuần, chuyện tình cảm ít khởi sắc, phòng không bóng chiếc do cô thần ghé tới, người độc thân cứ chăm lo cho sự nghiệp đi thì hơn. Thậm chí ngay cả người đã kết hôn rồi, tình hình cũng chẳng mấy tốt đẹp, tình cảm lạnh nhạt, thà xa nhau một thời gian còn hơn, ngày nào cũng nhìn mặt nhau mà như người dưng. Quý nhân là tuổi Tuất và tuổi Thìn. Tiểu nhân là Hợi và tuổi Dần. Màu sắc may mắn: cam, đen. Con số may mắn: 03, 77, 19 và 26. Bí quyết cải mệnh của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 8 âm lịch này: không khoe khoang. Nếu quan sát, bạn sẽ thấy chỉ những người mới biết chút ít sẽ có xu hướng khoe khoang với kiến thức. Đối với họ là mới mẻ thì họ thích khoe ra, vì tin rằng mình biết hơn người khác. Người mới biết bơi khoe mình mới bơi được, kẻ mới mua xe lại khoe xe khỏe, mới mua nhà khoe nhà mới, người cả tháng mới nấu được bữa ăn thì khoe bữa cơm mình nấu. Ngược lại, những người biết bơi từ lâu, mua nhà, sắm xe, nhiều năm thường xuyên phải nấu ăn, dọn nhà, thì họ xem đó là việc quen thuộc, chẳng bao giờ phải khoe ra. Người càng biết nhiều, họ càng trầm tĩnh và luôn biết giữ im lặng khi cần. Vì vậy, là người chớ tùy tiện đắc ý. Cho dù ở vị trí nào cũng đều không nên đắc ý mà khoe khoang, cho rằng ta hơn người. Bạn càng khoe ra chỉ cho thấy bạn đang có thiếu sót trong tâm mà thôi. Thế nên, người đời mới ngợi người khiêm tốn biết nhún nhường. Thực tế là với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội ngày nay, các bạn trẻ không chỉ thích khoe thứ mình có, mà còn khoe những thứ mình không có, thậm chí mượn ảnh sang chảnh của người khác về đăng trang cá nhân của mình để mong nhận được lời trầm trồ. Sự ngưỡng mộ từ người khác, sự không chân thật này tưởng như vô hại, nhưng nó lại đang phản ánh con người thật của bạn mà bạn muốn tránh né bấy lâu nay. Nếu hiểu được điều này, hãy tìm cách dưỡng tâm, hoàn thiện bản thân mình, thay vì cố gắng sống ảo bạn nhé. Đó là chưa kể bạn càng khoe khoang thứ gì thì sẽ càng dễ mất đi thứ ấy, vì bạn đang thu hút lòng tham của những kẻ yếu thế hơn bạn. Chỉ vì muốn có những thứ bạn đang có, họ sẽ tìm cách cướp lấy. Quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.